Bây giờ con xin không biết là mấy ngày ở đâu thì con xin cắm 3 nén hương này ở đây. Chết rồi. Vào đạp nó, đạp vào đây đó, nằm bên đó đó, không thấy. Ừ, ra cái này. Con chào cả nhà, chào cả nhà đã quay lại kênh YouTube của Săng Mèo Lóc cả nhà ơi. Chào cả nhà quay lại với kênh Gió Đồng cả nhà ơi. Nói đi cái giải dò mũi cắn. Cả nhà ơi, hiện tại con với Tú đang có mặt ở cái nơi mà quỷ đỏ. Thì hai con cháu có... Hình như cái nơi này hồi trước Tết tôi đến đây một lần, như Tết đến giờ. Cái hôm mà mình biết được cái ổ mối là cái nơi chú ngủ nó. Nhưng mà cái nghĩa là cái bông của con quỷ đỏ nhỏ thì được giúp đi rồi. Nhưng mà ở đây hổng gài có nghe người ta nói là ý, mà không biết có phải không nha. Cả nhà có nhớ với tụi con là đợt trước là có xuất hiện hai bông giống nhau không? Ừ. Nhưng mà người ta có bự con nhỏ. Ừ, có bự con nhỏ nhưng mà hình hài giống nhau lắm. Giống như hai cái con hoặc là hai anh em sinh đôi. Nhưng mà thằng giống như là một con bị tặc, còn con bình thường. Con thì nó bò giống đi sát đất, sát đất, còn một con thì nó đúng bình thường. Nhưng mà người ta lại nói á, có người nói là có cái con này cũng đỏ giống vậy, nhưng mà lại người ta nói từ xa nhìn lại đó là lúc mà người ta đi sau hết ta nói nghe tiếng con cò nó la. Cò la. Ừ. Là ý là nó nghe con tiếng cò la, mà la kiểu mà bị đánh, bị đập hay là bị ăn gì đó, la quát rồi nó nghe cò gọt nín thinh mà nhiều lần vậy á. Rồi bắt đầu mấy cái anh này mới nói là mấy tò mò nó tại sao mà mấy con cò lại la dữ vậy, mà nhìn ở chỗ đó thì không thấy gì hết, tối thui, là trong cái bụi lùm tối thui. Thì mấy anh này mới đi lại cả nhà, đi lại thì thấy có những cái vết máu nhiễu trên cái tỏ cả nhà, rồi lông cò vương vãi. Thì mấy anh này mới nói là lúc đó cứ nghĩ là một là ai bắn, rồi con cò từ đâu bay đến nó đậu đó, rồi nó nhiễm máu đó. Dạ thôi một chút kia. Hai là nghĩ là con gì nó cắn, như giống như chó gì á, nó bắt được nó giặt hay là mèo á. Mà chó mèo sao bắt con cò được, cò đậu cây chứ không. Không, nhiều khi nó cũng đậu dưới, mình nói ý tỷ lúc đầu vậy đó thì tao nghĩ vậy. Nhưng mà ông nói khi mà đi gần chút xíu nữa thì là ông nói trong cái bụi á là thấy cái dáng một cái dáng không phải là nó con người mà một cái sinh vật gì đó nó nhìn ra, mà hai cái sừng rất là to, mà có hai sừng to mà không phải là hai sừng của quỷ kia, đúng không? Đúng rồi, hai sừng hai quỷ kia nó cũng có sừng nhưng mà nó ngắn và nó nhỏ thôi, chứ nó không có to. Con này nói là có hai cái sừng to dài nhìn ra, nhưng mà mấy ổng nói lúc đó là giật mình y cứ tưởng là con bò không à. À, như sừng bò vậy đó. Theo ông nói tôi hình như tôi cũng có giống từng gặp một cái con giống như là một con vật mà hình người, mà cái dáng người mà hình mình đầu con vật, thì cũng từng đã gặp một cái con giống như vậy, không phải hay không thì không biết, nhưng mà cũng có một hai sừng bự vậy nè, hai sừng nó dài hay sao vậy nè. Nó nếu mình kỹ ha, là cái gương mặt nó tựa như một con dê, nó tựa như một con dê, nhưng mà là nửa dê nửa người á, kiểu như là nó pha trộn với nhau, nó không phải là giống hệt một con dê mà cũng không phải giống loài người, nó 50-50 với nhau vậy đó. Cái này cả nhà thì con nói chung con chưa tận mắt thấy, nhưng mà khi mà con nghe cô chú nói là thì theo con nghĩ á, đây là một là quá thăng, nó nghĩa là mấy quân quỷ kia giải ra,
thứ hai là không, những tu nó thành tinh đó. Hoặc có thể là nó từ con quỷ trước mà nó có thể tu lên mà những nó sẽ biến dạng hình hài bên ngoài, hoặc là có thể là một cái vong nào đó đến đây được. Có thể vong một cái đó vong cũng gọi là vong mạnh, họ đến giống như tranh giành cái này ở tôi nhớ cái này, cái vong mạnh không đó. Nếu mà nói về thầy vong thì không phải, nếu như là họ thành tinh thành quỷ rồi, bây giờ họ đi như này kia để họ kiếm những vong linh, họ bắt để họ ăn những vong linh đó, họ tiến hóa thêm đó. Thì cái đó là một cái sự mô phỏng mình phỏng đoán thôi, chứ thật sự ra là như thế nào mình chưa thấy. Nói chung là cái chuyện mà hôm nay mà hai cậu cháu con có mặt ở đây là muốn biết về cái điều đó. Cái điều đó là cái điều mà hai cậu cháu mà đặt mục tiêu hôm nay đến, để mong rằng là có thể tìm hiểu được, để ông nào chứ cô bác cũng thắc mắc. Nhưng mà không phải ở đây á, tại sao nhiều khi á, cái nơi đây có nhiều người đến người ta không thấy gì, mà tụi con đến lại có. Cả nhà biết rồi, tại vì á, tụi con đi ở nơi âm, nơi khí âm nhiều, thì tụi con đi tới đâu á, con rất là dễ thấy ma quỷ hơn người thường. Với lại mình tiếp xúc với vong nhiều. Đúng mà rồi. Khi mà mình đến những cái nơi mà có họ, họ cũng biết mình nữa, chứ đúng không phải là không biết đâu. Họ biết mình, chứ không phải là không biết. Giống như những cái nơi mình để mình đâu tôi chưa từng gặp họ đó, họ biết mình, họ đến đây bắt vong này nọ, nó hỏi mình gì đó. Nhưng mình chưa tiếp xúc lần nào, chưa giao tiếp gì hết mà nó biết mình vậy luôn. Tại vì nhiều khi trong cơ thể mình nó cũng đã tỏ ra một, thứ nhất là cái khí, thứ hai là cái mùi hương hoặc là cái gì đó để cho những vong linh nó nhận dạng được. Thôi bây giờ nói chung cũng không dài dòng nữa. Con với Tú thì cũng... Thì bây giờ cứ tiến vào trong và xem thử coi, và những cái điều ông bà của chú mình đã từng nghe, từng thấy ở đây ấy, là cái đó là cái gì? Và cái đó phải là vong hay là quỷ hay là một con vật gì đó. Giờ đi theo con bà của chú đi. Đi theo hai cậu cháu con. Đi vào trong xem như thế nào hết cả nha. Đi nè, đi vô trong luôn, đi. Thì vào cái buổi này cái nhà thì trời dặn dạng là cũng như là cái khung giờ mà nó giao nhau giữa âm và dương á, như cái khung giờ dễ gặp nhất trong giờ này. Trời, tụng gì nữa chứ gì? Thì chúng cái trai đó tụng gì sâu cục một cục giò quá mũi cái nhà đi trời đi đâu à không biết nữa chưa chừng mới chưa quét nhà nữa đâu ra. Cái này tôi thấy là hình như tôi mới đá đó mà. Mà sao lưng không hay gì? Bây giờ bay ngay. Cái gì vậy? Ê! Căng thẳng nha. Nó sắp gãy gì vậy? Giống như có ai ngồi cho nó nhúng vậy. Ê! Nam mô Phật. Từ hôm nay cậu cháu đến đây thì trước kia nó cũng đốt một vài nén nhang và cũng ông bà ở đây chặt ở đây. Và cầu luôn những vong linh quý dữ nữa đây. Từ hôm nay hai cháu đến đây mục đích là ý tốt và cũng như là muốn được giúp các vong linh được siêu thoát và có thể giải cứu bản thân. Nếu mà các vong linh ở đây nghe được ấy, thì hoan hỷ hãy làm lành nắm giữ và cũng như là tặng quà để cậu cháu đi tiện bề giúp đỡ các linh đi về chùa hoặc là đi siêu thoát. Đi theo sau sau chút xíu. Máy bị gì tái tái? Gì? Máy bị tái tái, bị cháy đèn. Gì? Gì? Cái gì đang nói gì vậy? Không biết nữa. Mời Phật thì anh à, xuống lưng trời.
tôi cầu các con linh ở đây. Ê, ê. À, thằng Thu ơi, tôi chừng cái cây đất xuống đó. Được không, vô trong được chưa? Nắm được không? Hay là đốt mấy nhà rồi? Thì con cầu ông bà ở đây, cũng như là ai phước mặt ông bà ở đây, mọi người giữ ở đây ha. Thì cũng nghe được thì hoan hỷ cho tôi cháu con đến đây để giúp cho vong thôi, chứ không có ý gì mà mũi xấu đâu. Nó cũng xin được vong cho phép vào bên trong để có thể tiện bề mà giúp cho các linh được đi về chùa hoặc đi siêu thoát nha. Ừ. Sao? Cái gì nắm giọt luôn á? Nắm giọt được luôn. Dạ. Cái bọc đồ đó có mấy trái cây giấy cho chừng nó dập hết. Ê, biết rồi. Mình đem đi cúng cái nhà mua, hai cháu mua trái cây ra cúng. Bây giờ con xin không biết là mấy ngày ở đâu, thì con xin cắm ba nén hương ở đây. Con nghe tiếng bước chân không? Nghe nghe. Bà chú hiện thân nè. Cái cây nhà nó bay, tôi cũng bay dưới cái cây lại đó. Chúng hai là không ngờ tôi luôn rồi. Được không? Không được thì thử tao cúng thử được. Nè nè, cúng đi. Máy mình làm như nó chá chá cái đề hay sao mà nó cái chỉnh qua nó hoài nó cũng vậy hoài. Con cầu Phật tổ Phật thầy, chư quan cụ thần, chư vị sơn thần, chư vị đất đai nhân trạch ở đây. Thì hôm nay á, thì cậu cháu con nó cũng thành tâm và khấn vái đất đai thủ thần nhân trạch tới đây với hai cậu cháu đến đây, mong rằng á là hôm nay có thể bày tỏ được cái lòng thành kính của mình đến những vong linh hương hồn ở đây. Và có nghe nói là ở đây có vong linh mới đến trú ngụ, tụi con có đến đây cũng mong rằng là có thể là gặp mặt để trò chuyện và có thể nó hết chưa lắm luôn á. Ôi sức kìa. Cái gì vậy? Cái máy tụt cái đâu này? Thôi cái này mà lưu trúng cái này cái con mai à. Được không? Có nó. Cái mít còn không? Còn sao không? Không có mai. Ông lòng trúng cái máy nó ngã cái sức cả chân rồi. Ở đây làm gì không cho, không cho đứt nhang luôn bữa nay á. Ừ. Tôi phải nhang nãy đâu hết rồi. Bây giờ. Ê, lòng. Trước mặt không á. Đứng trước mặt. Thấy không? Đâu? Thấy không? Đó, đứng trước mặt đó. Thấy không? Không thấy hả? Không. Đứng trước mặt đối diện luôn đó, đang gần đó. Ê, niệm chú, đang gần, tiếng gần lắm rồi đó. Ở đâu? Trước mặt ông đó, đối diện luôn á. Còn không? Thấy chưa? Không. Nó gần lắm rồi đó, còn 3 bước nó tới đó. Quẹt được luôn. Ê! Ê, cái gì? Mày còn không? Tao có thấy gì đâu. Hư hả? À. Nè, quẹt nè. Kỳ vậy đó, quẹt bình thường.
Không thấy à? Không. Chỗ nào? Quay qua kia, qua kia, qua kia. Đúng rồi đó, ngay hướng đó đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Hương Linh ơi, thì mà đây là Hương Linh nào? Hương Linh nào? Hả? Thì cậu cháu chúng tôi đến đây á, thì trước tiên cũng muốn... Qua bên kia, đi xéo bên kia, đi xéo bên kia, né mà. Xéo bên kia, xéo bên kia. Bên dây phải. Ở hướng nhìn đó, hướng nhìn đó, hướng nhìn đó. Quay ngược lại, quay ngược lại. Ngược lại, quay ngược lại hướng trái ấy. Đây hả? Hướng cái cây đó. Nó che mắt không rồi. Thôi thì bây giờ cậu cháu đến tôi đến đây á, cũng nhiều lần rồi. Và cũng đã giúp được những vong linh ở đây rồi. Thì ông hay là bà gì đó, bây giờ mà nếu mà xuất hiện ở đây á, thì tôi nghĩ cũng là cầu mong được điều gì đó tốt thôi. Mà nếu mà trong khả năng hai cô cháu chúng tôi á, thì... Dạ. Mày lại đây đi. Tao đặt tao thấy. Mày thấy không? Tôi thấy. Mày lại đây ha. Ừ. Tao không thấy hết trời. Ôi trời, thấy, thấy. Trong thấy máy nhìn thấy, ngoài tao không thấy. Nam Mô A Di Đà Phật, chào ông ha. Thì trước đây thì cậu cháu tôi đến đây cũng đã từng rất là nhiều lần khiêng vong. Và cũng như là đã từng bắt vong một lần để mà thả vong ra và để cho vong có một con đường để mà tự giải thoát bản thân. Và hôm nay trở lại thì mục đích là đúng đưa các ông đến đây được về chùa. Hay là tốt hơn thì các ông nên tự giải thoát bản thân mình. Và chúng tôi sẽ cố gắng hộ niệm cho mấy ông đi. Không biết là ý ông như thế nào. Được không, được không, được không? Cái gì? Căng thẳng thôi. Còn còn đâu? Cái gì? Còn đó, ông còn đó đâu? Còn, còn. Trước mặt luôn mà không thấy hả? Đâu rồi? Ngay thẳng ông thẳng tới luôn á. Đúng rồi, dạ y chỗ đó đó. Cái nhà bắt đầu nó quay ngang che mắt Tú, nhưng mình hiện tại con thấy ở ngoài, con nhìn thấy luôn. Ở trong lùm này hả? Bên đây nè, bên đây nè, bên đây, bên chỗ nãy á, chỗ nãy. Đúng rồi, thẳng qua bên kia, tay bên tay trái chút, bên tay trái chút. Đúng rồi, ngay trước mặt luôn đó. Thôi đừng có đi tới, đừng đi tới. Nam Mô A Di Đà Phật. Ê. À. Ê. À. Cái gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, cái gì gì hả? Không biết nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, con đây, con đây. Tôi nghe tiếng ngừ á. Con bên đây à, quên, con bên đây. Ê, kế bên, kế bên. Đúng hướng này không? Đúng rồi, hướng đó đó. Đang làm gì á? Ông Long ơi. Long ơi. Chết rồi, chết rồi. Tiếng cười cười khạc khạc này. Ê quý nữ. Đây nè. Thấy không? Cái tóc đâu dài như xí cổ tôi trời. Đúng á. Cái đông thọng nó dày dữ vậy. Đó đó đó.
Ừ, cái búi tóc dài trên cây thẳng luôn. Ê, cái gì? Cái gì? Ê, ê, cái này sức nữa rồi, đúng rồi. Cái nữa? Cải đi, cải đi. Cải đi, cầm được. Nói gì vậy? Cái gì? Sức rồi. Lỏng quá, lỏng cả nhà. Ủa, thấy gì đây vậy? Con quỷ, con quỷ mà tự xưng là quỷ chúa. Quỷ chúa hả? Ừ. Trắng, áo trắng. Để xí cái đèn lại coi. Ê. Đó. Nghe em. Có tiếng đâu. Ê, 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 cái cam này sao lắc lắc lên hoài. Có sao không? Hồi nãy mày thấy hình như là có một cái dáng của một bông nào nó lạ lắm. Ở đâu? Chung xuất hiện trong cái quỷ đồ. Tôi để ý nữa. Ê! Ê! Thọc anh muốn lấy cái cây nữa không? Đâu rồi, làm gì vậy? Ê! Cái gì? Cái gì? Cái lô băng ảnh vậy? Mày quay thế đây. Một cái. Kỳ. Nắm ghiền được nè. Nhưng mà dở, dở không nổi. Ông dở thử coi. Giống như có cục gì nặng trong đó. Mà nó vẫn nó nắm lại đi bình thường mà. Thôi mình nén thử. Vô lên. Một cái. Cái gì? Không muốn cho mình lấy. Ừ. Mà đây đồ cúng không có để gì trong này ngoài ra đồ cúng. Ừ. Trái cây. Không cho mình cúng. Nước. Nhang đèn thôi. Đâu có bùa, có chú hoặc là cái gì mà gây ảnh hưởng thọ đâu. Cái gì? Sao đúng lỗ vậy? Hả? Mày đúng lỗ lâu chưa? Cái gì? Hả? Đúng lâu rồi. Ê, ê, ê. Ở đâu? Sợi cái áo dài trắng lưng không á? Ê! 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 Một bậy luôn, một bậy luôn ơi! Một bậy luôn! Một bậy luôn! Đâu ra vậy? Một bầy luôn, bảo không còn luôn. Bảo không còn luôn. Thấy vậy? Đâu ra, chạy đâu ra một. Ủa? Cái bông đỏ bên kia là bông rào gì? Không biết. Ủa? Ba còn luôn á. Nhắm tới không? Căng thẳng vậy đó. Ê, cái bông bên đây sao lạ quá vậy? Ờ, cái bông này giống cái bông mà người ta kể vậy. Không? Tao nhìn không rõ, mình không có thấy luôn. Mà mình nhìn thấy là hai sừng. Cũng một màu đỏ luôn á. Sao vậy?
giờ đúng ba con vậy sao nó làm gì vậy? Ủa cái bông mà lạ dữ vậy? Tôi nhìn nó cũng quen quen nè. Nhắm tới cái này Túc. Chị giống bị đầu dây ta. Ta nhìn không ra. Ta nhìn ngoái nhìn không ra được. Cả nhà ta nhìn ra, con nhìn không ra. Phía trên nữa nghe cẩn thận nha Túc. Chị nhìn giống bị đầu dây vậy? Tôi bị đầu dây. Không biết đó, giờ ta không thấy. Bây giờ đứng về mình làm đi giờ. Ba con nó mình đập nữa, em thế. Nam mô Phật, thì hôm nay con cháu tôi đến đây thì cũng hy vọng là giúp đỡ con linh thôi. Thì vong nào muốn được giúp đỡ thì cậu cháu tôi sẽ cố gắng giúp cho. Như đứng cái tượng luôn, không thành trả lời cũng không thành luôn. Làm sao vậy ta? Cắt nhang, nói chuyện trò chuyện thử. Nếu họ không làm mình thì mình có đâu có làm, nên làm gì họ? Đúng rồi. Thì nếu mà các phong linh ở đây có nhu cầu gì mà có thể mà chữa đi chữa thoát á, hoặc là đi về chùa tự. Ủa? Kiếm kia đâu? Hả? Không trắng đâu. Ở đâu à? Nói gì đó, nói chuyện không biết luôn. Ừ. Còn cục ở trên kia, kia, kia trên cây kìa. À, con. Còn cục ở đây không? Ừ. Ê, ê. Cái gì vậy? Bên này nó muốn, ê, cái bông này ra nè, nè. Muốn làm gì mình nè, thấy không? Cẩn thận nha Tú. Ê. Ê. Thấy gì không? Dạ. Gì đây? Cái gì vậy? Ba muốn gì? Muốn gì thì nói rồi, chúng tôi biết rồi, chúng tôi biết đường mà, chúng tôi cũng kiến hoặc là gì. Ông là bên người mới đến đây lần đầu, tôi cũng cậu cháu tôi mới biết, cho nên á nếu mà cái điều gì mà mong muốn á, thì cũng tỏ bài cho cậu cháu chúng tôi biết để cậu cháu chúng tôi mới biết đường mà có thể cúng kiến hay là làm gì đó cho vong linh. Tôi giữ ra ngoài luôn á. Té nghe. Lại vô lửa đi tới mình ra ngoài sao? Thì đó, giờ chúng em mình đứng đó cũng được. Ba muốn gì? Nói chung cậu cháu tôi đến đây cũng đã giúp đỡ ông rất là nhiều rồi, cũng kiếm cho ông nhiều rồi. Mục đích chỉ muốn cho ông được giải thoát cái thân thôi, chứ không phải là ý xấu gì đâu. Mới ông năm hỏi cái lượng làm khó mà giống tôi vậy. Đâu, thử gái cho ta đi lại ra ngay chút. Máy đã bị gì nữa mà nó tới rồi. Dính bụi gì quá. Đỡ ra không cả. Đỡ không? Đâu rồi? Được. Hai ông ơi, thì giờ ông có tôi biết rồi, còn vong linh từ đâu đến đây và có người đang muốn là con quỷ đầu dê á. Hồi đó gì tao không biết. Quỷ đầu dê mà nó chung với cái bọn ở trên núi, quỷ quỷ trên núi á. Ngoài cháu không thấy được gì chứ. Có con cam nhìn rõ nè. Ông đến đây có mong muốn điều gì? Hai con cháu tôi đến đây thì đang đứng và rất muốn được lắng nghe những điều hai ông muốn tỏ bài. Nếu mà con cháu chúng tôi có thể thì sẽ giúp đỡ cho hai ông. Còn nếu mà mục đích hai ông đến đây là muốn làm hại chúng tôi hoặc là những điều xấu xa khác. Nam mô A Di Đà Phật.
Từ từ gần hết. Rồi. Đừng đó, đừng đó. Sao không thấy gì? Cũng đó. Nhìn cái đèn nhìn ngắm mới được chứ. Tại vì cái đèn đó có à. Đi vô hả? Gì? Ừ, đâu à? Đi vô. Làm cái gì không đó? Nói thử cái mình chưa điểm chú mà vừa đi ra sao? Được tiếp không? Còn đây không? Còn còn, đúng cái mặt luôn, hai bên. Còn đây hả? Còn còn còn. Sao không thấy? Nghe tiếng rồi, không thấy đâu. Nga muốn gì mà cam sao với cô thấy không biết hả? Đưa lại đi. Mày có thấy không? Còn thấy. Sao tao không thấy? Không có kìa. Lặng như nhìn cái đèn như nó không thấy gì vô cũng thôi. Có lại giống như quỷ với mũi không ta? Có nghĩa là cùng gọi nhau thì thiếu trai lộ quỷ. Cái ngạo quỷ ta quỷ đó. Nó rất là giống con quỷ với quỷ chứ đây. Quỷ mà chó. Thì nó nghĩa là cũng giống giống ra ná nhau mà ừ. Giống vậy khi mà họ chết đi họ sinh về cái ngã đó. Thì hầu như cũng giống nhau thôi, hình dạng giống nhau. Thì chắc là đây quỷ đối như vậy, quỷ đối người ta chân khoe quẳng nhỏ xíu ấm đo bụng bự nó mà giống nhau thôi, cũng có thể là giống, có nghĩa là cùng một ngã quỷ giống nhau. Ừ. Nhưng mà không phải là quỷ kia hoặc là có thể là quỷ khác nữa, nhớ không? Hai chính là hai quỷ tại nó đây vẫn giống nhau. Ừ. Chắc vậy rồi. Chứ làm sao trường hợp giống nhau mà không lẽ không biết cái đây bỏ về sao? Nghe đi theo mày. Cái gì? Ê, cái bộ đó kìa. Cái bộ nó chết kìa. Gì đâu? Đang bò nó chết kìa. Thấy không? Cái bộ áo trắng. Đang bò đó kìa. Nằm đó, nằm đó. Thấy không? Thấy không? Cái mặt đó, cái mặt nó dọ luôn á. Tớ bầu. Đạp nó, đạp. Dọ lên đó, nằm bên đó đó. Không thấy. Ừ, nè, cái này. Chắc không thấy gì chứ, có gì dính dọ tôi đi. Đang âm dọ không á. Cái này âm dọ. Thấy gì hết à? Không, có cái gì ở cái chân thôi. Làm như hôm nay tao bị cái gì chết mắt á. Con quỷ áo dài. Không,
tao sợ là con quỷ mày nói đó có thể có thực che mắt. Ừ, cái nãy giờ hết cái gì cái chân tôi cứng nhắc này mà tao không thấy gì nè. Ngồi chỗ đó hả? Sao không có gì chứ? Như bay như bay ơi. Ủa? Ai đâu? Ủa? Ai? Mày thấy gì không? Đi đi nè, sao nhìn máy thấy? Hàng đỏ luôn, hàng đỏ luôn. Cái gì dài cứ bắn ra đây người không thấy không? Thấy mà lúc mà nó không biết có gì việc với cây nè. Đâu có đâu. Nó gì động cây cho nó chưa có tao gì nè. Tao thấy. Tao thấy mày đứng đây thôi chứ. Nó bỗng lại vỗ vô cái lại con chạy tụt cái lại. Không thấy. Nó dường như nó che mắt tao được. Cái phong này á, theo nghĩ á, là có thể thịt. Nó biết thịt che mắt. Cái phong có sừng dài hả? Ừ, cái phong mà mới xuất hiện nơi đây á. Chứ gì đó giờ mình đâu có, mà không có vụ liên tục như vậy để kêu mình như vậy đâu. Dĩ nhiên không làm gì được hết chứ. Mà tôi thấy lão được rồi, ví dụ như phong này nó ở đâu đến đây thì phải, nó phải lịch cái đâu kia chứ. Ừ. Mà sao lại tin được băng luôn? Không, nhiều khi nó ở lại đây lâu rồi mình không lên. Ở đến đây thì... Ừ, hồi trường lão lên đây lâu thời gian trước rồi. Hoặc là có thể là... Nói chung có cái gì nói về cái vấn đề này thì mình khó hiểu. Hoặc là nó có một sự tương thông với nhau mình không biết được.
Nhìn tôi cái tao mày. Nhớ lúc trước cái tay lúc ở đây có nổi gân gắn không? Ừ. Mà bây giờ hôm nay ở đây cái tay bằng tay, cái lòng bằng tay tóc trong nó đen. Nhìn được cái đó không à? Không. Sao mà lùi đi? Ừ. Thấy nha. Cái vết ấn lòng tay nó đen rồi. Có thể là con quỷ này có thể nó làm che, làm che, che mắt những cái thứ gì đó. Bên đây cũng vậy luôn nè, nó bị đen ở trong lòng tay. Lấy 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 cái gì vậy? Tao đang làm cái gì vậy? Cái này vào ha. Mày nấu tập vô đây tao không? Vô bấm. Có tôi cầm cái tay. Ừ. Cái tay này bị cái tay này cầm nè. Mà cái này có dấu móng vào á. Nhưng mà nó có gì vào nãy giờ trong tay tao đúng không? Dạ. Công tâm mỗi khi mà điều khiển cái tay ngủ tao mình đau nhức kinh khủng. Tại vì mình gồng lại với cái lực của mình nó. Mình chịu không à? Ừ. Thành ra mình nó rất là đau. Tại sao vậy ta? Hay là